Cũng rất là vui ạ, tại vì ở cái Olympic thì hầu như là trận nào cũng như trận nào nó đều rất là khó, tại vì tất cả vận động viên đều là những người xuất sắc nhất của các nước trong thế giới rồi, nên cũng hơi là tâm lý áp lực khi mà vào trận đầu tiên thì chưa biết đối thủ như thế nào. Thì đây có trường hay gọi là lớn nhất hành tinh rồi, nên em cũng có một chút gọi là hơi áp lực, nhưng mà khi mà bước vào sàn đấu thì nói chung khi mà nóng người lên thì nói chung cũng thi đấu bình thường rồi. Trận đấu thứ hai thì đối thủ đó em cũng đã biết qua, tại vì đó là một hạng chống số 1 của thế giới, người vận động viên của Thái Lan à. Thì khi mà vào sân thì huấn luyện viên cũng đã đưa cho em ra cái chiến thuật rồi. Thì tại vì trình độ thì khả năng trình độ họ cũng hơn mình, em chỉ cố gắng bám sát để duy trì cái điểm số à. Em từng đã bại trước đối thủ này điểm số rất là cách biệt. Và khi mà diễn ra cái trận đấu được diễn ra ở Olympic thì em thấy cũng một phần có thể khắc phục được những lỗi mà khi gặp đối thủ đó. Tại vì em chưa bao giờ được cọ sát với vận động viên đó, thì mà khi vào trận đấu thì mọi chuyện nó diễn ra thì cũng không thể lường trước được. Tại vì em lần đầu tiên gặp vận động viên đó thì nói chung hai cái lối đánh thì mình cũng hơi tương khắc rồi, nên em không khắc phục được cái trận đấu đó. Khi mà bị dẫn điểm thì cũng hơi bị tâm lý nó không được bình tĩnh à. Thì vận viên cái trình độ của họ ở cái tầm này thì quá lớn rồi, nên cũng chỉ biết là hơi tiếc vì cái cơ hội có, nhưng mà bản thân thì dù sao cũng đã cố gắng rồi, nên em cũng một phần không buồn mãi. Về chuyên môn thì ở cái giải đấu lớn này, khi mà quan sát những các bạn quốc tế thi đấu thì em cũng nhìn vào đó và học hỏi được cái nhiều cái đòn mới và cái chiến thuật của các bạn, thì em rút ra được có nhiều bài học cho bản thân. Thì khoảng thời gian tới thì em sẽ cố gắng có thể áp dụng được những cái gì mình học được và khắc phục những khuyết điểm của mình để có thể phấn đấu tốt hơn trong năm 2022. Hiện tại trong quá trình này dịch bệnh nó diễn ra cho cũng rất là phức tạp, thì tụi em ở đây thì hiện tại cũng rất là an toàn. Đội và ban huấn luyện đã cho tụi em một cái giáo án là chuyên về thể lực để có thể đảm bảo được duy trì được cái thể lực trong cái quá trình mà hiện tại không có giải nào diễn ra, thì em đang nghiêng về cái thể lực nhiều hơn, thể chuẩn bị tốt cho năm sau. Khi nào giải thì bắt đầu thì em luôn sẵn sàng để thi đấu. Nói chung tình hình dịch bệnh như này thì hình như ai cũng nhai, thì em cũng phải cố gắng khắc phục rồi. Thì nếu mà tập luyện trai như thế này không thi đấu thì cái nhịp thi đấu hoặc là cái thể lực hoặc cái kỹ thuật của tụi em không được cọ sát thì nó cũng giảm sút được một phần.